Thưa quý vị khán giả, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục gia đình sức khỏe. Như một cái sự lập trình sẵn thì cơ thể con người mỗi ngày cần 3 bữa chính là bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. Bữa ăn cuối cùng trong một ngày cần được kết thúc trước thời gian là mấy giờ và cần được thiết lập như thế nào? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời. Trước hết thì mời quý vị theo dõi những hình ảnh sau. Ban ngày, năng lượng mặt trời làm ion hóa các chất lỏng trong cơ thể, tăng cường các phản ứng sinh hóa, làm tăng tính tích cực của cơ thể. Ban đêm, nhiệt độ cơ thể giảm, hiện tượng co mạch diễn ra. Đồng thời, các enzyme tiêu hóa cũng giảm dần hoạt động, chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi. Bữa ăn tối của tôi bắt đầu từ khoảng 7 giờ hoặc là 8 giờ. Tại vì nhà của tôi thì ba thì đi dạy, còn anh đi làm á, cho nên là đợi mọi người kết thúc xong hết việc á thì mới bắt đầu ăn luôn. Mỗi ngày là thường kết thúc bữa ăn tối lúc 7 giờ rưỡi. Là vì là gia đình là mỗi người mỗi việc cho nên là sẽ tập hợp ăn lúc 6 rưỡi. Khoảng 1 năm rưỡi trở lại đây á thì tôi không có ăn buổi tối nữa. Mà chủ yếu là mình ăn vào buổi sáng, buổi trưa và thường thường kết thúc bữa ăn xế là khoảng từ 5 giờ tới 6 giờ, có nghĩa là tan tầm xong mình đi ăn và mình làm nhiều công chuyện khác. Bởi vì là mình biết được là buổi tối là không có chuyển hóa năng lượng nhiều mà mình cũng không có tập luyện được. Nên là mình ăn, nếu mà có đói lắm thì cũng chỉ ăn nhẹ hoặc là những cái trái cây hoặc là snack nhẹ thôi. Còn hầu như là không ăn tối. Em kết thúc bữa ăn tối lúc khoảng 6 giờ rưỡi. Tại vì qua 7 giờ là cơ thể mình nó bắt đầu có những cái tiến trình hoạt động khác đó, như là giải độc, bài độc này nọ, nên là cái thời gian đó là rất là phù hợp để mình ăn tối. Và thưa quý vị, hôm nay để giúp cho quý vị chúng ta có thể thiết lập được một bữa ăn tối thích hợp với nhịp sinh học của cơ thể thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với tiến sĩ bác sĩ Trần Thị Minh Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, rất vui được gặp lại bác sĩ Minh Hạnh trong chương trình Thành phố hôm nay ạ. Chào Thanh Điền, xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Thành phố hôm nay. Thưa chị Minh Hạnh, theo như Thanh Điền quan sát thì ở hầu hết các gia đình tại Việt Nam thì bữa tối là cái bữa ăn thịnh soạn nhất, đầu tư nhiều công phu nhất của các bà nội trợ, nhiều chất dinh dưỡng nhất, nhiều món nhất. Thì điều này liệu rằng có hợp lý không ạ? Điều Thanh Điền nói rất là chính xác. Bởi vì nguyên cả ngày cả gia đình đều đi làm, trẻ em thì đi học, cho nên là buổi tối là buổi sum họp gia đình. Trong cái bữa ăn tối thì người nội trợ thường là sẽ phục vụ cho gia đình nhiều món ăn ngon và cũng muốn cho chồng con cái của mình được ăn ngon như vậy, cho nên là bữa ăn tối có thể như Thanh Điền nói rất là thịnh soạn. Tuy nhiên là theo nhịp sinh học thì cái điều đó là không hợp lý lắm, bởi vì nó chỉ thuận tiện về thời gian thôi, nhưng mà nó sẽ không hợp lý vì là chúng ta sẽ sau cái bữa ăn thịnh soạn đó thì thường là cơ thể của mình sẽ nghỉ ngơi. Mình sẽ rất trong một ngày mệt mỏi và lúc đó là lúc mà chúng ta sẽ nghỉ ngơi. Và từ lúc ăn tối cho đến lúc đi ngủ là hầu như không có một cái hoạt động nào mà nó tiêu hao nhiều năng lượng. Cho nên là năng lượng dư thừa thì nó sẽ tích lũy lại. Và như vậy thì chúng ta sẽ rất dễ bị tích mỡ. Thường là như vậy. Dạ, không biết là một bữa ăn tối hợp lý thì sẽ cung cấp bao nhiêu phần trăm cái lượng calo cho một ngày? Và ước lượng như thế nào? Chúng ta có thể dễ hình dung như thế này. Trong một ngày chúng ta có thể chia thành 3 bữa chính. Thì cái bữa ăn sáng cố gắng là bữa ăn đầy đủ nhất. Nhưng mà thường thì cái này khó thực hiện. Nên là bữa ăn trưa cố gắng đầy đủ hơn. Như vậy thì bữa ăn tối thì chiếm khoảng từ 25-30%, mà thường là khoảng 30% năng lượng của cả ngày là được. Chúng ta ước lượng như thế nào? Ví dụ như là nữ nhân viên văn phòng thì cái nhu cầu khoảng là 1.900 kcal thôi. Như vậy thì trong một bữa ăn tối thì trung bình ăn khoảng một chén cơm, có thể là hơn một chén cơm một tí, ăn một ít thịt hay là cá, chén canh rau hoặc là hơn một chén canh rau, hoặc là có thể thay đổi những cái món ăn khác ngoài cơm, bánh mì cũng được, phở cũng được hay là bún cũng được. Nhưng mà thức ăn giàu đạm thì chúng ta thiên về thức ăn dễ tiêu hóa, và rau chúng ta có thể thêm rau trộn canh rau, có thể là như vậy. Thì cái bữa ăn như vậy là vừa phải và không nặng về chất đạm nhiều. Không biết là bên cạnh việc cung cấp năng lượng cho cơ thể thì cái thời gian ăn tối nó ảnh hưởng ra sao đến cơ thể chúng ta? Thời gian ăn tối cũng rất quan trọng lắm. Bởi vì là chúng ta sẽ nên ăn tối không gần cái giờ ngủ. Ví dụ như là trước đó khoảng 3 giờ, không quá gần cái giờ ngủ. Chúng ta nên cách ra. Bởi vì là khi mà ăn tối xong
là chúng ta còn có thời gian để tiêu hóa, để hấp thu và cái năng lượng tiêu hao đi trong những cái hoạt động ngày thường của chúng ta, rồi sau đó chúng ta hãy đi ngủ. Còn nếu mà chúng ta ăn xong mà đi ngủ ngay là không hợp lý, cho nên là cái giờ ăn tối nó cũng rất quan trọng, chúng ta không nên ăn tối trễ. Dạ, Thanh Điền được biết là nên ăn tối trước 19 giờ. Dạ, lý do tại sao ạ? Cái thời gian đó bởi vì là thông thường các gia đình của chúng ta thường đi ngủ vào khoảng 9-10 giờ tối, cho nên là chúng ta nên ăn trước 7 giờ và tốt nhất là trong khoảng 6 giờ rưỡi tối. Một bữa ăn khuya nhiều năng lượng kết hợp với rượu bia quá chén còn là nguy cơ của chứng đột quỵ đang phổ biến ngày nay. Thưa bác sĩ, Thanh Điền thấy là một số người quyết định bỏ luôn bữa tối để mà tốt cho sức khỏe hoặc là để giảm cân. Thì điều này nó có hợp lý không ạ? Nếu mà chúng ta bỏ hẳn bữa tối và cho rằng là chúng ta không ăn bữa tối để giảm đi một phần năng lượng khoảng 30% hay là 25% năng lượng trong một ngày để có thể là giảm cân, điều đó là sai lầm. Bởi vì khi mình bỏ đói cơ thể của mình thì cơ thể sẽ hiểu rằng là đang bị đói, và khi đang đói thì cơ thể sẽ tiết kiệm năng lượng. Có nghĩa là chuyển hóa cơ bản cũng sẽ giảm, tất cả mọi thứ chuyển hóa sẽ giảm đi để giữ lại cái năng lượng cho cơ thể. Thì khi đó có thể là lúc ban đầu có giảm cân chút đỉnh, nhưng sau đó sẽ không giảm hơn nữa. Và khi mà chúng ta ăn trở lại một chút xíu thì nó sẽ tăng cân rất là dữ. Cái điều đó cũng còn ảnh hưởng đến cái vấn đề mà nếu mà chúng ta từ cái bữa trưa cho đến bữa sáng hôm sau là cái thời gian rất là dài. Chúng ta nếu mà ăn tối 6 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau cũng 12 tiếng đồng hồ rồi. Và như vậy thì cơ thể sẽ có một cái rối loạn về chuyển hóa. Có phải là cùng cái nguyên nhân mà bác sĩ vừa chia sẻ mà Thanh Điền thấy rằng là có rất nhiều những người béo phì xung quanh Thanh Điền, mặc dù bỏ bữa tối chỉ uống nước thôi trừ cơm nhưng mà béo thì vẫn hoàn béo không ạ? Cái vấn đề mà giảm cân nó không phải là giảm ăn, bỏ hẳn bữa ăn, nó còn kết hợp với sự tiết chế trong suốt một ngày và kết hợp với sự vận động tích cực nữa. Còn nếu mà chúng ta chỉ là bỏ ăn không mà bỏ ăn bữa tối như vậy thì cũng không hợp lý, phải phối hợp nhiều cái cách khác nhau mới có thể giảm cân được. Và cái bữa ăn tối nó quan trọng lắm. Nó có thể là làm cho người ta tích mỡ nhiều hơn. Ngay cả người mà không béo ăn tối mà ăn trễ và ăn nhiều năng lượng thì cũng có thể là không mập đâu, nhưng mà nó sẽ tích mỡ và mỡ thường tích ở bụng. Nói tóm lại thì chúng ta cần phải thiết lập một cái chế độ bữa tối như thế nào là phù hợp với nhịp sinh học của cơ thể con người. Thức ăn sẽ không chế biến như là chúng ta chiên nhiều dầu mỡ, quá nhiều chất béo nên hạn chế, thịt mỡ nên hạn chế trong cái bữa tối và nên ăn nhiều rau, có thể có hai món rau, vừa là canh rau có thể là rau trộn cũng rất là tốt, và bên cạnh đó có thể là chúng ta ăn thêm trái cây. Lúc nãy Thanh Điền nhớ là bác sĩ có chia sẻ là tốt nhất là chúng ta nên ăn tối vào khoảng 5:30-6 giờ, mà đúng là ở thành phố chúng ta không làm được chuyện này bởi vì 5:30-6 giờ vẫn còn bị kẹt xe ở ngoài đường. Thì với những người mà bắt buộc là vì công việc phải ăn tối trễ hơn 19 giờ thì cần phải có một cái chế độ ăn uống ra sao cho nó phù hợp nhất với cái điều kiện của mình. Đối với người mà phải ăn trễ, nếu mà thỉnh thoảng một tuần một hai lần thì nó cũng không đến nỗi lắm. Nhưng mà nếu ngày nào cũng thế thì khoảng 4-5 giờ nên có một cái bữa phụ, một cái bữa ăn nhẹ. Có thể là mình pha bột ngũ cốc với sữa, hoặc là mình uống sữa, hoặc là mình có một lát bánh mì. Có nghĩa là chúng ta nên có cái bữa ăn tùy theo khả năng của mỗi người, tùy theo cái sự thuận tiện của mỗi người mà chúng ta có được cái bữa phụ ngay khoảng 4-5 giờ. Và sau đó khi chúng ta về nhà thì chúng ta bổ sung những cái bữa ăn mà trong ngày mình còn thiếu. Ví dụ như là chúng ta có thể ăn thêm rau, chúng ta ăn thêm trái cây vì bữa trưa có thể là ăn bên ngoài không đủ rau, không đủ trái cây. Chúng ta có thể ăn thêm như vậy. Và nếu mà ăn thịt cá thì chúng ta sẽ không ăn nhiều mỡ. Chúng ta chọn thịt cá nạc ăn thêm vào buổi tối, thì như vậy thì có thể là chúng ta chia sẻ bớt cái bữa ăn vào cái bữa phụ khoảng 4-5 giờ, chứ đừng nhịn đói suốt từ 12 giờ trưa rồi sau đó đến khoảng 8 giờ tối, 7 giờ mấy, 8 giờ tối mới ăn, mà cái khoảng thời gian dài như vậy và chúng ta dồn hết tất cả những cái năng lượng mà còn thiếu đó vào cái bữa ăn tối thì nó không hợp lý. Cho nên chúng ta nên có những cái bữa phụ, và bữa phụ thì tùy theo khả năng của mỗi người thôi. Sữa chua cũng được, sữa cũng được, sữa đậu nành cũng được, lát bánh mì cũng được, củ khoai lang cũng được, bằng cách nào đó. Lợi ích của việc ăn tối trước 19 giờ: giúp não và hệ tiêu hóa hoạt động khỏe mạnh, hấp thụ tốt để bù đắp năng lượng tiêu hao sau một ngày làm việc, ngủ sâu và ngon giấc, sở hữu vóc dáng thon thả.
Sa Điền tin rằng là rất nhiều quý vị khán giả, đặc biệt là các bà nội trợ, sẽ lưu ý đến những cái chia sẻ của bác sĩ Minh Hạnh trong chương trình ngày hôm nay. Bởi vì rõ ràng là những chia sẻ vừa rồi ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bản thân và gia đình của chúng ta. Và hy vọng là sau chương trình ngày hôm nay thì quý vị chúng ta cũng sẽ biết cách thiết lập một bữa ăn tối với cái chất lượng bữa ăn và thời điểm ăn thích hợp để có một cái sức khỏe tốt nhất cho bản thân và gia đình quý vị nha. Một lần nữa rất là cảm ơn bác sĩ Minh Hạnh đã tham gia chương trình với những chia sẻ ngày hôm nay. Cảm ơn Thanh Điền. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình.